bà chấm điểm số năng số sợi bồn bồn sao thân tì bầm buồn tổng học nia chụp chấm môi năng lục rosa thì thay nơi video số mười chấm lái một chiếc rồi để chia được trong chấm phục tì pí merin tì bấy sao mai sa thì là nạ rọt máy này tì pí bạn chẳng đi cứ chia video này tì pí này merin tì bấy bao dưỡng nè bà lục rosa bằng hai nơi vật thô ông nông này merin có đôi chia này video này tạm đoàn bà chẳng vật thô ông nông miền pí thì muốn cứ bộ sợi pí than phép là tây cao bị chia nia sao mai sa thì là nạ rọt máy năng cao bằng cá tra nạ xe rụp rụm chia cao bị chia bạn trầm trao cho bà lót tam dạ khlâm xa mê riêm năng khlâm xa xâm nuôi châm lời bà thông nông tì mũi bà ôn bà năng đăng ẩm bí sát hàn phép bà tế còm chì dưỡng không cầm đồng về nơi xa máy xa thiên ả rọt khoai năng ta miên sát hàn phép bài bà na hàn phép xe tạch cách hàn phép sát hàn phép nửa dấu bài chẳng á có đôi chia ca bằng ca nơi là nạ xe rù rùm chiếc nâng ta để nạ chỉ nạ bằng ca thôi bằng ca lang dạng đội bằng đạch bằng tù bàn chơi chầm nè tù bàn chụp chơi rửa ai và thông nông tí bí rìm rõ bì ca đùa rồi lốm nây rồi bộp xa thiên nạ rọt khoái nông phò vị bát nây sẵn kriêm bàn trăm trớ nâng chụp bà lót tam là dạng khlâm xa mê riêng bà ní cứ chi và thông bằng nông nây vị tàu rồi bỏ dưỡng chẳng dương châu tớ đo xa rạ xong khăn nây vị tàu rồi bỏ dưỡng vịnh bà chẳng xa khăn ní cứ bà ôn nâng dô đăng căn đạch bà vì xa thân phía bà tế còn chía nia xa máy xa thê ra nạ rọt khmáy nâng cao bằng cá ra nạ xe rụ rùm chết còn chía bơm tiên phò bị bạ nây sẵn kriêm bàn chế bạc lùa bà ôn nâng miên là tập hiếp bà bà chùm nạy đấng vì xa máy xa thê ra nạ rọt khmáy đám bây lưu công phố xa cao mà phép riêng sốt mần thaym nâng án vô tam công rù lỗ rồi bỏ mê đặc nguồm đại thuê ai bà tế rì chùm rán sốc xôn tệ thiếp nâng xâm bố rồng rường bạn ấy cứ chia sẻ rất sống khán có được chiếc vật thổ ngầm nón này mê riêng là bỏ dưỡng chẳng là cổ rút xong bằng hai nơi xâm nua tạm đồn nơi khả năng video này tỷ phí này mê riêng tỷ bảy này là cổ rút miên xâm nua chùm nguồn pram xâm rạp lược dọc màu chạy chùm bồn bồn trong ca sắc xa 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 chế riêng á bà chẳng xâm nua tỷ mối xua tha cho bần dồn bía ra nạ xế ạ tệ phò ra ná bà ạ thệ phiệp bản chất nó không xâm nua tỷ mối nó cứ dương nâng màu bần dồn bía tha ra nạ xế miền này đổi mất đây bà ạ tệ phò ra nâng miền này đỉnh đạch cả đôi chìa ạ thệ rập hiệp nâng miền này đỉnh đạch bà ai xâm nụ tí bấy xu tha cho rì bà rô bì sàn phía bà tê con bà chìa nìa xa máy xa thê ra nạ rọt khả mại bà ảnh chân nâng nông chung mật ní dương nâng mọc sọc xa ổng phì chìa rập hiệp bà chìa chôn bà nhà xe tạ cách bà nhà xung cung khả mại nì bê xa máy xa thê ra nạ rọt khả mại nâng ai ai xâm nụ tí bấy hà đồ bách ban chia bà bát nổ đồng xe nốt bằng cách là nạ xe rụ rung chiếc còm chia nơi thay tìm mập hạch bấy khai mì ná cho nên mập quân rộng bồn rơi chất sập bà chẳng ní cứ chia xâm nô đà ở dưới nâng từ rô bì mù là hát này cả bằng cách là nạ xe rụ rung chiếc đà ở bà bát nổ đồng xe nốt chi nạ bằng cách nâng làng bà cho nên xâm nô tị bốn tại hai đối với ban chia rộng bộ xa thiên nạ rột máy đù rồi lốm nơi thay tìm đập rộng bó khai mê xa trăm mười quân rộng bồn rơi chất sập rằm bản chân dương nông tài sắp xa ổng phí mù là hết này ca đua rồ lốm này rồ bộp đậm nôm rốt rồi bó xa thiên ạ rọt khmai bà rồ bó lục luân nôn nâng ảnh ai xâm nụ tí prám xu tha ta xong kriêm chân nàm bồn rồng bồn rời chất sắp đó chân nàm bồn rồng bồn rời chất sắp prám bán bóng cô ở miên phò bì bạ vầy khá là ta bó ôn sẵn lành thằng kia bử tế bồ hồ vầy bà chân nước nông xâm nụ tí prám này dương nông tài sắp xa rộng ổng phí phò bì bạ này xong kriêm chân lọc chân nàm bồn rời chất sắp đó chân nàm bồn rời chất sắp prám hay cứ chứ xong kriêm này thật nước nông xa máy xa thiên ạ ruột rồi vì anh mê đập nuông xong đạch của bạn rồi đông xe nụ chứ mối nắng lúc xe nà vậy đấy lôn nô nâng ảnh bà hay xong nụ bọn tốn cái số thật ta phá ôn xa lãnh xong kriêm rồi tê bà xa lãnh như xa mùa hai đồ vấy bà mừng xa lãnh như xa mùa hai đồ vấy bà ní cứ chứ xong nụ tiền prám nay vì tàu rồi bỏ dường chắc là cụ xong bằng hai nơi xong nụ tì mối chứ mối nông rụp hiếp có đôi chia ca thương bầm nộ xa rai tại mặt đồ bạn chẳng xâm nô tì mùi vào những cư dâm phì ở phần dồn phía tế xâm nô tì mùi cho phần dồn phía ở nạ xế ạ tệ phò ra ná nâng ạ thệ rập hiệp bạn chẳng là cổ xong bằng hai nơi trong lại tì mùi tầm đón chẳng phía tì mùi vào những cư phía tha ra nạ xế bạn chẳng phía tha ra nạ xế cư xâm đại lưu con cầm lãng tọp xuất rư chua mốc đẹp chom khu luôn nạ bấy bầm rong và giốt và trang chìa mùi nông bạch trà mượt ạ tệ phò ra ná cư ca lãng thay nơi tầm nánh nâng xe và bà thiếp tờ nâng đầm lại tùm nánh nơi lưu tìm xa miền thà lôi chọc thảo ạ à, tệ phò ràn này cứ vẹp con miền thà dương miền prạc chán tại dương tự tinh ị văn nơi lưu tìm xa nâng bàn tịch chẳng hả ná rồi có dương thờ chùm nái tờ lưu khai xa bà cám nâng chán chùm môn bà ai biết thà ạ à, thệ rập hiệp ạ à, thệ rập hiệp xin thà tờ lưu phép mân thật thể phép mân tiền tọa bà chẳng ní cứ chia bầm nọ xa nơi bình dù biệt tiền bay rồi bỏ dường chẳng dương châu đó xâm nụ tì pi rồi bỏ dường tại một đầu tới bà xâm nụ tì pi xua thả châu riêng bà
ពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរលោកគ្រូសំបង្ហាញនៅរូបភាពជាមុនសិនបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់ទង់ជាតិខ្មែរនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរបាទយើងឃើញមានរូប មានផ្ទៃពណ៌ខៀវដែលមានផ្កាយចំនួន3ក៏ដូចជាផ្នែកខាងលើនៃផ្ទៃពណ៌ខៀវនោះគឺមានការថាផ្ទៃពណ៌ក្រហមដែលនៅក្នុងផ្ទៃពណ៌ក្រហមនោះមានរូបប្រាសាទកំពូល3ដែលជាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅលើនោះផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពបង្ហាញអំពីប្រជាជននៅក្នុងធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវនៅពេលដែលកើតមានសង្គ្រាមគឺប្រជាជនខ្មែរត្រូវបានភៀសខ្លួនទៅកាន់តំបន់ណាដែលគាត់យល់ឃើញថាមានសុខសន្តិភាពដើម្បី កិច្ចចែងអំពីសង្គ្រាមនឹងជាដើមបាទហើយរូបភាពនេះក៏ដូចគ្នាគឺបង្ហាញអំពីការធ្វើចលនាភៀសខ្លួនរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសំបង្ហាញនៅបំណុលស្រ័យទី2តែម្ដងចំណុចទី2ស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរមានប្រជាជនរងទុក្ខវេទនានិងកំសត់ទុរគតអ្នកស្រែចម្ការឃ្លាតចាកពីស្រុកកំណើតគ្មានការងារធ្វើប្រត់ប្រាស់ បន្សល់ទុកនៅស្រ្តីមេម៉ាយកុមារកំព្រារាប់ម៉ឺននាក់អ្នកជំងឺរបួសពិការជាច្រើននាក់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅពេលដែលកើតមានសង្គ្រាមពិសេសនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏ដែលជាជម្លោះដណ្ដើមអំណាចរវាងប្របាទនរោត្តមសីហនុជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់នោះដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការថាសង្គ្រាមត្រជាក់ណាគឺបានបន្សល់ទុកនៅសោកនាដកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ប្រព្រឹត្តប្រជាជនរងទុក្ខវេ
ក្រៅពីនោះគឺបានបន្សល់ទុកនៅស្ត្រីមេម៉ាយក្នុងការមើលថែទាំកូនក្រៅពីនោះគឺបានបន្សល់ទុកនៅស្ត្រីមេម៉ាយក្នុងការមើលថែទាំកូនក៏ដូចជាក្មេងកំព្រារាប់មើលរាប់សែននាក់ជាមួយនឹងជនពិការដែលពួកគាត់គឺជាបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីចប់សង្គ្រាមទៅបាទចំណុចមួយទៀតគឺប្រទេសរៀងស្ទះការអភិវឌ្ឍដោយសារសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចគ្នាបាទអញ្ចឹងស្របពេលដែលការពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមយើងរីកចម្រើនដល់កំពូល ហើយមកដល់សម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមរៀងស្ទះការអភិវឌ្ឍដោយសារតែរវល់នៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចគ្នាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសធ្លាប់តែមានការរីកចម្រើនបានរាំងស្ទះការរីកចម្រើនប្រទេសជាតិខាងអាចរីកចម្រើនដូចលាស់មុនខ្មែរយើងហើយធ្វើឲ្យខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមថមថយឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចចក្រវាឡទឹកម្ដងបាទទីក្រុងភ្នំពេញរស់បានដោយសារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិក បាទអញ្ចឹងដោយសារតែអាមេរិកគឺជាគីមួយដែលគ្រប់គ្រងឲ្យលោកលន់នល់ឬក៏របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងដោយសារតែតំបន់ជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ទីរួមខេត្តនានាត្រូវបានកងទ័ពរួមរួមជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានវាយយកជាមិនអាមដែរហើយថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែមួយទេដែលមិនទាន់បានវាយយកចុងក្រោយគេអញ្ចឹងទីក្រុងភ្នំពេញគឺមិនមានស្បៀងអាហារបរិភោគមិនមានអាហារចំណីបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ទេ គឺទីក្រុងភ្នំពេញមួយទាំងមូលត្រូវរស់បានអាស្រ័យទៅនឹងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកតាមយន្តហោះពីអាមេរិកមកបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាមានន័យថាអាមេរិកគឺជាមេខ្លោងនៅពីក្រោយខ្នងរបស់លោកលន់នល់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានសង្គ្រាមហើយក្រៅពីនោះគឺ អាមេរិកបានបញ្ជូនកងបាទរົບពាន់អ្នកមកលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលនោះផងដែរបាទយើងចូលដល់សំណួរមួយទៀតគឺសំណួរទី3របស់យើងសំណួរទី3សួរថាហេតុអ្វីបានជាប្រវត្តិរដ្ឋដំសែនុបង្កើតរណសិរ្សរូបរួមជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ1970រូបសំបង្ហាញនៅរូបភាពតែម្ដងបាទនេះគឺជារូបភាពនៃរណសិរ្សរូបរួមជាតិកម្ពុជាបាទយើងឃើញមានកងទ័ព ដែលកំពុងតែធ្វើការសាបព្រោះដាំដុះធ្វើកសិកម្មមានកំភ្លើងនៅពីក្រោយគឺបង្ហាញពីកងកម្លាំងរបស់ចលនារួមរួមជាតិឬក៏រណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនឹងឯងនេះគឺជាបំណងស្រាយនៅចំណុចទី3របស់យើងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី3បានជាប្រវត្តិរដ្ឋដំសីហនុបង្កើត រណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ1970ឡើងព្រោះ1បង្រួបបង្រួមជាតិសម្រាប់
ប្រជាពលរដ្ឋភៀសខ្លួនរាប់សែននាក់បើអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋភៀសខ្លួនទៅណាភៀសខ្លួនពីជនបទទៅទីក្រុងភៀសខ្លួនពីទីក្រុងទៅជនបទដើម្បីគេចចេញអំពីសង្គ្រាមក៏ដូចជាភៀសខ្លួនទៅចូលកោននៅតាមព្រំដែនប្រទេសដទៃដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមជាដើមដើម្បីគេចចេញអំពីសង្គ្រាមដើម្បីស្វែងរកចំណីអាហារផងដែរ ប្រើប្រាស់គ្រួសារគ្មានទីពឹងបានជាមេថាស្រាប់ប្តីស្រាប់ប្រពន្ធស្រាប់កូនយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យមានសោកនាដកម្មធ្វើឲ្យមានការថានិរិះប្រត់ប្រាស់ប្តីប្រពន្ធកូនបាទរោងចក្រឧស្សាហកម្មបួនភាគ5ត្រូវបំផ្លាញបាទអញ្ចឹងរោងចក្រឧស្សាហកម្មត្រូវបានបំផ្លាញធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាពីសម័យនោះមិនមាននៅផលប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកដែលជាហេតុត្រូវនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសដទៃដែលជាហេតុ นอมไอการเมียนเนอร์เอาเนื้อเพียบจริงๆมันจะกันเชียนโจดอการเมียนเนอร์วิบัติอัตเตะพรณาของได้รถพ่อข้างกะสิกรรมอัศกรรมถึงสร้างจำกาเกิดสู้ปีเพียบใบเตอร์บัดบองบ่าจังมันตรมตายวิสัยอุตสาหกรรมวิสัยกะสิกรรมเทวิสัยเซ็งเซ็งที่วิสัยเทสโจวิสัยบ่มราอัศเศรษฐกิจคือทรัพย์แต่เตอร์บานบ่มพลอยบ่มพลายสระเมียนการเรียงเสียต่างๆนะมวยเทียบพลอยถนอมพลอยได จัดทรัพย์ตะปานทรัพย์เรื่อยเตอร์ขอดขาดบ่าจังเฮทารายงานสมปวนเพลิงเตะสลาเรียนตีเปิดวอดอารามส่วนจะบาซาเทียนะไอจะดานก็คือเตอร์บานบุกไล่ของพลายในซาสังเครมหนึ่งไอ้กบพงพายปนิจกรรมกบพงพายปนิจกรรมเตียงตักซาบหนังสมบทตัวรองกาขอดขาดบ่าจังเฮทารายงานสมปวนอับานโกซาลังตั้งปีสมัยวารังรอดอสมัยสังคมเรียนยมเตอร์บานบุกไล่ของพลายในซาสังเครมอยากเปรียบพรำชามหนึ่งไอ้ ยิ่งโจทย์เราบ่มเนาะสายชีมันต่อเตียดเพียบอัดการเงินเพื่ออำเภอปกโรลุยก็เมียนกำรัดปัวจังได้ซาตายการเมียนในสังเครียบมีชีวิตมันเมียนการเงินเพื่อเต้เตียงวิสัยกะเสกคำก็ชีวิตวิสัยอุตสาหกรรมให้มวยเวียนเตียนก็คืออำเภอปกโรลุยในคลองสมัยซาเทียนนารอดขมายกอบเชลยในคลองสังคมในจีฮัดนอมเอาระบบนี้เมียนการดูระลม มวยเทียบประเทศเชียงแต่งมูชูปัญหาจะระบบจะบอลขปัสสันดับหนวกบ่ามีในท่าตุกสกัดเลยจัวไผ่มีจอนาอนาธปไตมีการทากากับสำรับประชีจนเพื่อดำเนินชีวิตเพียงล้วนปีดำบอลมวยเตอร์ดำบอลมวยถือว่าประเทศมันมีสนับหนวกมันมีอัสเทอร์เพียบในโยบายสถานเพียบอนาธปไตสตาร์ทมีนสเตอร์กรุ๊ปตีกันหลายโกนตีเฮียนบัดบองวิ่งไหนนี่ตีเฮียนบานรถจังปีจัวกองตัวเขาโจโจจมวยกองกำลัง របស់អ្នកស្នេហាជាតិបាទអញ្ចឹងមានថាលែងមានមេលែងមានកោយអីរស័តដែរហើយនៅពេលដែរអាមេរិកដកចំនួនទៅនឹងនៅពេលដែរលោកសេនាប្រមុខលន់នល់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់តែរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទីហ៊ានធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រទេសវឹកវរមែនតើហើយកូនទីហ៊ានមានតែហ៊ានមួយចំនួនបានចុះចូលជាមួយនឹងកងទ័ពរណសិរ្សរួមជាតិប្រកបដោយជាកងទ័ពខ្មែរក្រហមផងដែរចំពោះចំឡោះចុងក្រោយខ្ញុំមិនពេញចិត្តសង្គ្រាមទេ ពលសង្គ្រាមនាំមកនៅការបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់មានតែសេចក្តីទុក្ខហើយប្រទេសគ្មានការអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ថាគ្មានអ្នកណាគេស្រឡាញ់សង្គ្រាមទេរួមទាំងប្អូនប្អូនឬជាលោកគ្រូផងដែរកាលណាដែលមានសង្គ្រាមយើងមិនបានសប្បាយរីករាយយើងមិនបានជួបជុំគ្រួសារទេយើងស្គាល់តែទឹកភ្នែកស្គាល់តែការបែកបាក់ការប្រត់ប្រាស់គ្មានសេចក្តីសុខហើយប្រទេសជាតិក៏មិនមានការរីកចម្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបំណងស្រ័យនៅចំឡោយទី5ន
ជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាស្ត្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា